Khi ba tôi hỏi hết dịch sẽ làm gì? Con đi học. Tôi học ròng rã 3 ngày 3 đêm. Con nghiện đi học lớp rồi. Thôi, nghỉ thêm mấy bữa thì đồ ổn rồi đi con. Mẹ nhà chơi game đi. Con không chơi game nữa. Con quá mệt mỏi rồi. Đừng bắt con chơi game nữa. Con em sợ bài tập á. Con yêu bài tập về nhà. I love bài tập về nhà. Con thích bị kiểm tra biển. Làm ơn cho con đi học đi. Làm ơn, làm ơn. Nếu con quyết tâm vậy, ba rất yên tâm. Ba quyết định là sẽ thưởng cho con 1,2 triệu để con mua một cái laptop đi học. Laptop là 1,2 triệu ba. Cái laptop cũ của ba coi như ba bán lại cho con. Xin lỗi ba, mẹ nhắn tin ba một lúc rồi. Hôm qua mẹ mới bán lại cho con. Rồi, thôi thôi, tao chưa nói gì đi. Đừng ba đừng quên, 1,2 triệu coi như là hứa cho con. Vậy để khi nào ba rảnh, ba chuyển khoản nha. Cần chuyển tiền thì Momo điện trong Momo đều có hết. Bởi số điện thoại trong tay, mở app Momo điện. Cần cho tiền đi Momo điện trong Momo đều có hết. Miễn phí lại còn siêu nhanh, mở app Momo điện. Cần chuyển tiền thì Momo điện trong Momo đều có hết. Thoải mái chuyển tiền vui, mở app. Thôi đi đừng hát nữa, ta chuyển Momo cho nè, làm ơn. Momo. Ba tới rồi, gặp ba. Ba mãi chuyển tiền vui. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi.